Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Đồng Review. Hôm nay xin giới thiệu cho tất cả các bác 3 mẫu loa sao 3 của Samsung vừa mới giảm giá rất chi là sâu. Những cái giống mẫu loa này giá chỉ rơi vào từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng thôi mọi nhé. 2 đến 3 triệu đồng một cái mức giá mà chưa từ trước đến nay chưa bao giờ những dòng loa sao 3 của Samsung lại rẻ như vậy. Không phải là những dòng loa tầm thấp đâu, đây là những dòng loa cao cấp luôn các bác nhé, cao cấp luôn. Thì ở đây em đang kê những cái dòng loa, các bác nhìn thấy này, cái hệ thống loa của nó cực kỳ là sang trọng và đẳng cấp. Này các bác nhìn thấy, cái loa nó rất to rồi nhá. Còn những cái loa mà nó nhỏ nhỏ như thế này, đơn giản như những con T420, thì những cái dòng loa đó thì nó chỉ rơi vào tầm độ là khoảng độ dưới độ 2 triệu thôi. Dưới 2 triệu, tuy nhiên thì những dòng loa như thế này, các bác nhìn thấy cái thiết kế của nó đẳng cấp hơn rất nhiều. Hai cái loa thanh của nó nhìn nó khác biệt rồi. Cái con này thì có ký hiệu là HWQ630B. Đấy, dòng loa 3.1.2 kênh, 3.1.2 kênh. Và công suất loa của con này thì lên đến là 360W của nhé. Đi kèm với dòng này sẽ là đi kèm một loa thanh, một loa thanh và kết hợp với một cục trầm. Thì đây em đang có hai model loa đang khuyến mại cực lớn, đó chính là con Q360 và một con là con B550. Con này là con T420. Đấy, nó sẽ có 3 loại. Con phía bên này và con phía trên này là những cái dòng BM đã chạy chương trình khuyến mại. Thì ở đây sẽ có con Q600 và con Q630 thì là cùng một kiểu dáng thiết kế và nó chỉ khác nhau về hệ thống phân phối thôi. Thì ở đây nó có con Q600 630. Thì các bác có thể mua con Q600B giống hệt con này của nhá, giống hệt con này. Và giá thành hai con này thì BM đang bán bằng giá nhau. Đấy, bằng giá nhau. Các bác để thấy là hiện tại thì bây giờ đang được giảm cho các bác lên đến là 30% cơ. Đấy, giảm được 30% các bác thấy nó được bao nhiêu tiền. Ví dụ như cái đối dòng này, thiết kế của nó là thiết kế kim loại luôn rồi nhá. Đây các bác nhìn thấy, đây là cái phần màng nọc, màng lưới bằng kim loại, màng lưới kim loại. Đấy, bao phủ là các cái viền của TV, của bên loa. Và nó có một phần vát này tạo cái điểm nhấn rồi nhá. Đây em đang bắt Bluetooth này, đang bắt Bluetooth. Đấy, đi kèm một cái dây nguồn điện này. Đấy, và loa cục trầm của nó thì không đi kèm dây mọi nhá, không đi kèm dây, là trầm với cả thanh của nó là rời nhau. Chúng ta bắt Bluetooth cho nhau chứ không cần phải cắm dây dợ. Và tất nhiên rồi, đối với dòng loa này chúng ta sẽ có thêm cả chuyển đổi âm thanh vòm Dolby S1 kết hợp đầy đủ. Loa của nó thì các bác có thể bắt Bluetooth với TV, thì đây em sẽ bắt Bluetooth với TV cho các bác. Mọi người có thể bắt được cả từ điện thoại lên loa được, rất chi đơn giản thôi. Đây thì em thử test cho bác xem qua cái hình thức là bắt Bluetooth trước nha mọi nhá. Ngoài ra thì ngoài bắt Bluetooth ra, nếu mà TV nhà các bác không có Bluetooth thì mọi người có thể bắt qua các cái thiết bị ở phía bên dưới này. Đây ạ. Những cái phần dưới này các bác có thể bắt được nhá. Đây nó có những cổng cắm này đằng sau này. Chúng ta có cổng HDMI này. Bên này có cổng quang này. Đấy, HDMI và cổng quang mọi nhá. Các bác phải cắm được hai cổng này. Đây là cổng quang các bác nhìn thấy này, đây cổng quang này. Đây cổng HDMI này. Đấy, các bác phải cắm được qua những cổng đó để chúng ta truyền tải tín hiệu ra bên ngoài nếu mà chúng ta không có Bluetooth. Đấy. Chúng ta thử bắt Bluetooth lên mọi nhá. Cái công thức bắt thì đơn giản thôi, mọi người sẽ bấm nút nguồn đây. Tắt nguồn đi nhá. Có nút bye bye này, các bạn nhìn thấy này. Đây, em bật lên nhá. Đây sẽ là có nút nguồn này, nút tăng giảm âm lượng này và nút chọn kênh, chọn cái đầu vào. Các bác bấm nút nguồn lên nó sẽ có nút on như thế này. Hiện tại thì nó đang báo là Bluetooth rồi nhá. Các bác muốn bật Bluetooth lên thì đây nó ghi là Bluetooth ready thì nó không các bác giữ cái phím này. Ví dụ em đang thử xem nó có những cái gì nhưng mà nhá. Nó sẽ có kết nối USB này, kết nối với loa này bằng cái dây quang này, HDMI này, đấy, Bluetooth này, Bluetooth ready này các bác thì phải giữ cho em cái phím này nhá, thì nó sẽ ra cái chữ là đây, các bác giữ phím Bluetooth khi nó hiển thị cái Bluetooth pairing là sẽ được. Đấy, đây nó sẽ có pairing này, PARIN này là được mọi nhá, còn Bluetooth ready nó sẽ không được mọi nhá. Đây chữ PAIR in này, đấy là được mọi người nhá. Sau khi các bác chuyển đổi cái kênh đó thì mọi người sẽ vào phần menu ở đây và các bác kết nối âm thanh. Đấy, các bác kết nối âm thanh bằng cách vào kết nối này. Các bác vào âm thanh xin được mọi người vào loa này. Đấy, các bác chọn xuống cho em là Bluetooth, danh sách loa Bluetooth.
nó sẽ loát cho mọi người những cái Bluetooth đây. Con này nó đang ghép nối với con Panamax ở phía dưới này. Con Panamax là cái dàn âm thanh này, em thử chuyển sang cái loại khác vào nhá. Đây nó đang báo là đã ghép nối với con Panamax này. Thì em tìm cái con loa đấy để kết nối lại. Đây, chính là con Q60B này. Series sao 3Q6B series. Các bác bấm vào nút OK để ghép nối với con này. Ghép nối luôn. Đấy, nó đang quay vào nhá. Đây thì ghi là đang kết nối với loa sao 3. OK. Đấy. OK, kết nối xong cái là nó ở trên này nó sẽ báo cho các bác là đây. Đây, nó báo mọi người là Q60B series đã kết nối rồi nhá. Và sau khi kết nối xong thì các bác nghe thấy tiếng loa nó rất là ấm ấy. Đây. Đấy. Đây là tiếng nhạc từ cái loa này ra rồi nhá. Đây các bác xem thấy. Đấy, nghe nhạc rất là ấm. Các bác có thể tăng giảm cái tiếng này bằng cách nhập vào đây. Đây, sau khi các bác bấm vào đây thì nó sẽ ra nhỏ đi nhỉ. Bấm nhỏ đi nhá. Đây, mọi thứ thì nó sẽ nhỏ xuống dần. 20 mấy này. Đấy. Nó sẽ nhỏ, các bác bấm to lên thì nó sẽ to lên mọi người nhá. Và đối với dòng loa này thì test rất chỉ đơn giản thôi. Tiếng loa thì rất chỉ là ấm với 3.1.2 kênh. 3.1.2 kênh tức là chúng ta sẽ có 3 loa ở phía trên này. 3 loa trên này. Kết hợp với một cục trầm và có hai loa khích đại lên, chúng ta gọi là 3.1.2 nhá. Nếu mà dòng loa 2.1 thì nó chỉ có một loa thanh và một loa trầm, mà cũng là hai loa ở phía trên loa thanh thôi. Thì cái dòng loa này thì hiện tại bên em đang bán giá cực kỳ là rẻ cho mọi người. Đây, sau khi mà kết nối xong cái loa này với con tivi thì em thử test cho các bác xem cái tiếng của nó nhá. Cái tiếng của nó thì các bác nào mà vào kênh có thể vào xem những cái video ở trên kênh của em như thế này. Các bác sẽ ví dụ như là ở đây, sau khi bắt Bluetooth xong, các bác sẽ có những cái điều chỉnh, ví dụ như tiếng này, bằng cách là bấm tăng giảm âm lượng ở đây. Các bác bấm tăng giảm âm lượng ở đây mọi người nhé. Em sẽ bật cho mọi người xem. Đây. Đấy, sau khi mà kết nối xong thì tiếng nó sẽ phát ra ở phía bên cái loa này. Các bác bấm to nhỏ thì mọi người sẽ bấm to nhỏ, một là các bác bấm to nhỏ ở trên điều trên cái điều khiển, hai là các bác bấm trực tiếp ở đây nó cũng sẽ ra tiếng rồi nhé. Này của em, đây. Thì em xin nói phân tích sơ đây. Qua để các bác sẽ bấm to nhỏ đây, đây nó sẽ có tiếng to lên nhé, để chúng ta mua hàng nhé. Những cái đợt trước thì em không thường xuyên so sánh nhiều, suất loa là 360W nó chênh nhau quá nhiều ấy, thì các bác sẽ có những cái khoảng cách giá thì nó hoàn toàn đây. Là khác biệt. Ngoài cái con Q60B này thì các bác sẽ có thêm sự lựa chọn, đó là con B550. Con B550 thì giá nó sẽ rẻ hơn. Con Q630 hoặc con Q600B này thì em đang bán là 3.150.000. 3.150.000. Thì cái con B550 này. Đây, con B550 thì đang chạy chương trình còn 2.390.000 thôi mọi người nhé. 2.390.000 con này thì công suất loa là 410W. Con này thì công suất to hơn. Tuy nhiên thì nó là dòng 2.1 thôi. Nó chỉ có hai loa hai bên thôi nhá. Và kết hợp với một loa trầm, nó không có hệ thống Dolby Atmos. Không có hệ thống Dolby Atmos, không có âm thanh vòm. Đấy. Nó chỉ có kết nối qua cổng quang hoặc kết nối qua Bluetooth các thứ thôi. Đó, dòng loa đơn giản hơn mọi nhá. Đấy, dòng loa hiện tại bây giờ các bác mua con kia thì 2.380.000. Còn con này thì 3.150.000. Thì con này nhìn nó sang trọng và đẳng cấp hơn rất chi là nhiều, với hệ thống loa là 3.1.2 kênh. Hàng xuất xứ ở sản xuất thì tất nhiên rồi, sản xuất thì các bác biết rồi, dòng các dòng loa bây giờ xuất xứ ở Trung Quốc hết, kể cả các dòng loa của bên Sony họ cũng sẽ xuất xứ, nhà máy họ đặt ở Trung Quốc rồi. Nghe rất chi ấm rồi nhá, nghe chi ấm. Đây, các bác nào mà yêu mến em có thể vào kênh của Tuấn Nông Review, ấn đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của nhá. Ở đây thì em đang đăng tải rất nhiều những cái video ở trên kênh như thế này. Các bác nào yêu mến em thì vào cho em xin một nút đăng ký kênh. Bằng cách vào đăng ký ở phía góc bên này, ấn nút đăng ký và ấn chuông thông báo. Khi mà có những cái video mới nhất trên YouTube thì các bác sẽ có những thông báo và chúng ta vào xem. Một là chương trình khuyến mại, hai là những
dòng TV được giảm giá, TV mới về đợt mới model mới 2023-24 sẽ có cập nhật trên kênh, và những cái tính năng nổi trội nhất và cách hướng dẫn sử dụng thì em đều có cập nhật trên kênh cho mọi người nhé. Các bạn nào yêu mến em thì để lại cho em một nút đăng ký kênh. Và các bạn nào mà chưa làm được hay là muốn mua dòng sản phẩm TV gì, có thể để lại comment ở phía dưới hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại trên màn hình trên thoại trên của Hotline Ecomax là 0974178586 để đặt hàng các bạn nhé. Em giao bán vận chuyển miễn phí 20 km đầu tiên, và bảo hành điện tử những dòng TV loa như thế này được bảo hành điện tử là 12 tháng rồi nhé, chính hãng 12 tháng tại nhà, rất chịu. Ok, em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo.